Chào mừng bạn đến với học chiến lược email marketing strategy class, nơi bạn sẽ thật sự hiểu được cách mà mọi thứ vận hành trong email marketing và từ đó thì thiết kế được những chiến lược tốt nhất, phù nhất dành riêng cho doanh nghiệp của mình. Mình là Annie, chuyên gia về growth marketing và mình sẽ đồng hành cùng bạn trong khóa học này. Mình từng có kinh nghiệm làm việc cùng với rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ và với tất cả những doanh nghiệp này thì email marketing luôn là một trong những kênh hàng đầu với tỷ lệ chuyển đổi cũng như là tỷ lệ ROI cao. Tuy nhiên thì những doanh nghiệp này cũng gặp không ít những thử thách khi mới bắt đầu với email marketing. Và trong vai trò là một customer success manager làm việc trực tiếp với từng khách hàng thì mình biết chính xác những thử thách này là gì. Hãy để mình thử kể tên một số những thử thách thường gặp trong email marketing nhé. Thứ nhất, quá lâu. Nói đến việc triển khai email marketing thường mất một khoảng thời gian lâu hơn so với quảng cáo trả tiền để tạo ra một lượng doanh thu lớn. Đó là bởi vì chúng ta cần thời gian để phát triển tập người dùng của mình, hay thường được gọi là email list của riêng chúng ta. Không giống như quảng cáo trả tiền mà ở đó chúng ta chỉ cần chi thật nhiều tiền để tiếp cận được một lượng lớn người ngay lập tức. Hơn nữa, với email marketing, nếu chúng ta muốn biết nhiều hơn về người dùng để nhắm mục tiêu tốt hơn, chúng ta sẽ cần phải tự mình thu thập và cập nhật những thông tin này, không hề có Facebook hay Google để giúp chúng ta làm điều đó. Vậy khóa này sẽ giúp bạn trả lời, chúng ta có thể làm gì để tối đa số lượng email thu thập được từ khách truy cập vào website? Liệu chúng ta nên sử dụng một thiết kế pop-up khác, hay là hiển thị nó sớm hơn hay muộn hơn, hay là cải thiện cách copywriting, hay là sử dụng một ưu đãi mời chào khác? Chúng ta nên thu thập loại thông tin người dùng nào để làm phong phú thêm email list của mình? Làm cách nào để thu thập thêm thông tin về người dùng? Và chúng ta có thể làm gì để đảm bảo email list của mình luôn sạch và cập nhật? Thứ hai, quá tải. Nói đến một sự thật là có quá nhiều email được gửi ra hàng ngày, bao gồm cả những email chính thống và email rác. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp khó khăn hơn trong việc làm cho email marketing hiệu quả. Rất dễ để tìm thấy các bài viết về những thứ kiểu như là top những chiến dịch email nên gửi, nhưng khóa này sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn như thế. Làm cách nào để thiết kế lịch gửi email newsletter hay còn gọi là email bản tin? Làm cách nào để xác định được phân khúc người dùng chính để gửi email đến thường xuyên nhất? Vì chúng ta đều không muốn khiến người dùng của mình sợ hãi bằng cách gửi quá nhiều email, nhưng đồng thời cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gia tăng doanh thu khi gửi quá ít, phải không? Làm cách nào để cá nhân hóa nội dung email một cách phù hợp cho từng phân khúc? Chúng ta nên chạy những luồng email tự động, email automation nào cho doanh nghiệp của mình để thực sự tạo ra thêm giá trị? Và làm thế nào để theo dõi hiệu quả và tạo ra các thiết kế tốt nhất cho từng luồng email tự động? Thứ ba, quá phức tạp. Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mà kết quả bạn nhận được từ email marketing không như bạn mong đợi, nhưng bạn lại không biết tại sao? Vấn đề có thể nằm ở một trong rất nhiều chỉ số, có thể là do tỷ lệ chuyển đổi, hoặc giá trị đơn hàng, hoặc là tỷ lệ mở, hoặc tỷ lệ click của bạn bị thấp. Hoặc cũng có thể tệ hơn là email của bạn thậm chí còn chưa bao giờ thực sự được gửi đến với người dùng. Và khóa học này sẽ không chỉ cho bạn cách tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao đó, mà còn là cách cải thiện mọi thứ trong email marketing. Chúng ta nên làm gì để gửi email thành công đến hòm thư chính của người dùng? Hoặc nghiêm trọng hơn, nếu email của chúng ta bị rơi vào hòm thư rác, chúng ta thì làm gì để khắc phục tình trạng này? Chúng ta nên theo dõi và sử dụng số liệu nào để đánh giá hiệu quả email marketing, không chỉ là tỷ lệ mở và click? Và cụ thể là chúng ta thì làm gì để tối ưu hóa, giả sử như là tỷ lệ mở, tỷ lệ click, để chuyển đổi hoặc là tỷ lệ email bounce? Thứ tư, quá vất vả. Mình biết việc setup một chiến dịch email marketing có thể khá là tốn thời gian, và việc gửi một vài email newsletter mỗi tuần có thể là một khối lượng công việc lớn. Vậy khóa học này cũng sẽ trả lời làm thế nào để tạo ra một vài email newsletter với nội dung được cá nhân hóa mà không cần phải tăng gấp đôi hoặc gấp ba khối lượng công việc, làm thế nào để tự động đề xuất các sản phẩm trên nội dung email, và bí quyết vận hành khác giúp bạn theo dõi và quản lý các chiến dịch email marketing một cách dễ dàng hơn. Vì vậy mình muốn tạo ra một khóa hoàn chỉnh mà ở đó mình hệ thống hóa và giải thích về mọi khái niệm và khía cạnh trong email marketing để bạn có thể thật sự hiểu được bản chất cách mà mọi thứ hoạt động, và cũng như giúp bạn có một tư duy để có thể sử dụng kênh email marketing sao cho phù hợp và có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Trong khóa học này sẽ không có thủ thuật, tip hay trick hay những lời khuyên best practice chung chung, mà thay vào đó sẽ chỉ có mọi thứ được giải thích một cách có hệ thống và dễ hiểu nhất, hơn 10 bộ khung chiến lược strategic framework để áp dụng linh hoạt trong mọi lĩnh vực, để đến cuối học bạn sẽ có thể hiểu một khái niệm và chỉ số trong email marketing, ý nghĩa và mối liên hệ của chúng. Từ đó bạn có thể biết chính xác về những gì cần làm trong bất kỳ trường hợp nào và tự thiết kế những chiến lược của riêng bạn trong việc xây dựng email list, gửi các chiến dịch email newsletter và email automation để bạn có thể làm cho kênh email marketing hoạt động phù hợp và có ích nhất cho doanh nghiệp của mình trong mọi tình huống. Từ một customer success manager làm việc với những khách hàng thật, mình biết chính xác cách mà mọi thứ có thể diễn ra trong thực tế. Vì vậy bạn có thể yên tâm rằng mọi thứ trong khóa học này sẽ có tính thực tiễn rất cao. Ngoài ra, mình đảm bảo có thể giải thích mọi thứ theo cách dễ hiểu nhất, cũng như cung cấp cho bạn những tài liệu hay công cụ hữu ích, ví dụ như là những mẫu báo cáo này hay là những mẫu template đang được thực tế sử dụng với rất nhiều khách hàng của mình. Những mẫu spreadsheet để theo dõi các chiến dịch, các template thiết kế email hiệu quả nhất,
checklist các bước hay hạng mục công việc, mẫu báo cáo tự động trên Data Studio và rất nhiều demo thao tác trực quan. Chúng ta cũng sẽ kết thúc khóa học với một học phần đặc biệt, và trong đó chúng ta sẽ nâng email marketing lên một cấp độ khác với cá nhân hóa, tự động hóa và đa kênh để dẫn trước các đối thủ cạnh tranh bằng cách khám phá thực tế cách sử dụng những tính năng nâng cao như là công cụ gợi ý thông minh, Smart Recommendation Engine và Journey Builder. Vì vậy, đừng chần chừ gì nữa mà hãy bắt đầu khóa học thú vị này ngay hôm nay để có thể tự tin làm chủ kênh email marketing và thúc đẩy tăng trưởng cách mạnh mẽ và bền vững cho doanh nghiệp của mình bạn nhé.